4, có phải pháp mà Phật dạy là vô vi, là thường hằng, và dù Đức Phật có xuất hiện ở trên đời hay không thì pháp vẫn tồn tại? Chúng ta có một cái sự hiểu lầm. Cái mà chúng ta gọi là vô vi đấy, thưa quý vị, cái mà chúng ta gọi là vô vi đấy, thì đó chính là Niết Bàn. Quý vị chờ xin một chút xíu. Nó như thế này. Có một bài kinh mà Đức Phật nói đến cái pháp vô vi. Đây, tương ưng vô vi ha. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về vô vi và về con đường đưa đến vô vi, hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là vô vi? Này các tỳ kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này các tỳ kheo, đây gọi là vô vi. Còn này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Chỉ, này các tỳ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Đấy. Và cái phần quán thì nó cũng tương tự như vậy. Đấy, 6. Ở dưới là các cái phương pháp đưa đến cái sự thực hành, đưa đến cái vô vi. Và đây là cái bản Pali. Thì cái từ mà asankhata đó, cái từ asankhata đó có nghĩa mà Ngài Minh Châu Ngài dịch là vô vi, mà và các một số cái vị dịch giả cũng dịch là vô vi. Cái từ này đó nó có nghĩa là không do nhân duyên, tức là không có do duyên mà có, không có do duyên mà có, và chúng ta gọi đó là vô vi. Đấy. Ngoài ra đó, cái asankhata nó còn có một nghĩa là nó không đưa đến sự tái sanh, tức là chỗ này đó, cái vô vi đó, cái asankhata là chỉ cho Niết Bàn. Niết Bàn không do duyên và không đưa đến sự tái sanh. Còn cái chúng ta ngược với vô vi là hữu vi. Hữu vi là saṅkhata. Saṅkhata có nghĩa là các cái gì mà được tạo nên bởi duyên thì đó là hữu vi. Do đó, lời dạy của Đức Thế Tôn là hữu vi, bởi vì nó do duyên mà có. Nó do duyên mà có. Tại sao sư nói là nó do duyên mà có? Là bởi vì, chính bởi vì sự xuất hiện của một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài mới chỉ cho chúng ta các pháp đưa đến con đường giác ngộ, đưa đến các cái pháp vô vi. Thì cái pháp đó mà Đức Thế Tôn chỉ là do duyên mà có. Nó do duyên, mà chính bởi vì nó do duyên cho nên nó là pháp hữu vi. Và chính bởi vì Đức Thế Tôn nói Anicca Watasankhara, các pháp hữu vi là vô thường, ngay cả lời dạy của Đức Thế Tôn cũng là vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì khi Đức Thế Tôn không còn ở thế gian nữa, và dần dần khi mà pháp, cái lời dạy Đức Thế Tôn không còn ai nhớ đến nữa, thì chúng ta không thể nào nói là nó vẫn còn được. Bởi vì nó do duyên, nó được tạo nên bởi duyên, do đó nó là pháp hữu vi. Nó là pháp hữu vi và nó chịu sự biến đổi của đặc tánh là vô thường. Đấy, nó không thể nào tránh khỏi được. Chỉ có cái pháp vô vi, tức là Niết Bàn đấy, tức là Niết Bàn ấy, thì nó mới không do duyên mà có, nó mới không được tạo nên bởi duyên. Và do Niết Bàn ấy, nó nếu mà nói là thường hằng thì cũng sai, mà chắc chắn là Niết Bàn thì không có vô thường, nhưng mà Niết Bàn cũng không phải thường. Bởi vì cái thường và cái vô thường đó nó còn là nhị biên. Nó còn là nhị biên. Và Niết Bàn vốn dĩ nó vượt ra khỏi đó. Do đó, trong một cái bài kinh của Tương Ưng, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói như thế này: Niết Bàn là sự đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Việc hỏi nhiều hơn về Niết Bàn là lỗi của người hỏi, và cái việc trả lời nhiều hơn thì đó là lỗi của người nói. Có một vài cái ví dụ giống như là một cái con rùa ở trên bờ nó xuống dưới nước, và bạn nó hỏi bạn vừa ở đâu đến, thì con rùa nói là tôi ở trên bờ. Và con cá nó hỏi con rùa đó, thì con cá nó nói bờ là cái gì, thì con rùa nó chỉ đơn giản nói là bờ thì không có nước. Con cá nó ngạc nhiên, nó tôi không thể nào tưởng tượng được một cái nơi mà bạn nói là không có nước đấy. Do đó đấy, con rất là khó để cho con cá nó hiểu cái khái niệm của cái bờ là gì khi mà nó chưa bao giờ nó lên bờ. Cũng vậy, một người chưa biết được các cái pháp vô vi, tức là Niết Bàn là gì đó, thì họ chỉ cần biết một cách đơn giản, đó là sự đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Đó chính thì khi đó đấy, chúng ta sẽ biết Niết Bàn là cái gì. Còn cái chuyện mà Đức Phật xuất hiện ở trên đời hay không xuất hiện ở trên đời, thì đương nhiên chúng ta không thể nào nói là Pháp vẫn tồn tại được. Tại vì đó, cái sự tồn tại được định nghĩa là phải có chúng sanh biết đến, phải có người thực hành. Chứ còn mà không còn một chúng sanh nào biết đến chánh pháp nữa mà chúng ta nói chánh pháp vẫn còn tồn tại, thì đó là một cái kiểu hí luận về ngôn ngữ. Do đó đấy, trong kinh Sắp Ba Mù Lá Ba Đi Già Giả Xuất Tá, có nghĩa là cái kinh mà cái nguồn gốc của tất cả các cái pháp làm sanh khởi cái thân kiến. Đức Phật dạy rằng phàm phu ấy, họ sống hoàn toàn bằng sự tưởng tượng. Ngay cả khi chúng ta học đạo, chúng ta cũng dùng cái sự tưởng tượng đó để chúng ta tưởng tượng một cái tinh thần vô ngã. Mà chính bởi vì chúng ta tưởng tượng đấy, cho nên cái hình ảnh của cái tinh thần vô ngã ấy, nó lạ lắm. Bởi vì chúng ta đem cái ngã để chúng ta tưởng tượng một cái vô ngã. Quý vị nắm, có lẽ là cái vấn đề này nó hơi nhức đầu đối với một số người. Sư chỉ nói tóm gọn lại là chúng ta đó, dùng cái sự tưởng tượng để giống như là những cái người mù mà cố tưởng tượng ra một con voi. Dù cho họ có đi đến tận tay họ sờ lấy con voi, thì cái con voi trong cái trí tưởng tượng của người mù nó cũng lạ ghê lắm. Nó không có giống sự thật, nó chỉ gần với một phần của sự thật thôi. Đấy, giống như là họ chỉ sờ được cái chân của con voi mà họ cho rằng đó là con voi. Họ sờ được cái đuôi con voi mà họ cho đó là con voi. Họ sờ được cái vòi con voi họ cho đó là con voi. Và họ dùng cái trí tưởng tượng của họ để họ tưởng tượng ra một cái con voi. Và cái con voi trong cái trí tưởng tượng của người mù á, nó lạ lắm. Cũng vậy, cái tinh thần vô ngã và cái Niết Bàn mà chúng ta tưởng tượng ấy, nó lạ lắm, nó rất là lạ so với chân lý. Mặc dù nó gần nhưng mà nó cũng lạ. Và chính bởi vì chúng sanh tưởng tượng như vậy, chúng sanh mới đưa đến những cái suy nghĩ dựa trên cái thân kiến. Có nghĩa là không thoát khỏi tà kiến, không thoát khỏi tà kiến. Và cái phương pháp để chúng ta đi ra khỏi cái khu rừng tà kiến đó, đó là chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Anh cứ thực hành đi. Khi anh thực hành thì anh dần dần anh sẽ đi ra khỏi cái khu rừng tà kiến đó. Còn nếu như anh không thực hành ấy, thì mọi sự lý luận của anh nó không thoát ra được cái khu rừng tà kiến.